Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với trên uh, Hồng sơ thì uh, cái thông tin mà Hyundai Tucson sơn chúng ta sẽ ra mắt cái phiên bản mới đã có ở hàn quốc khoảng gần một năm nay rồi uh, dự kiến thì uh, chắc cũng chỉ sang năm thôi chúng ta sẽ có cái mẫu form mới về thì uh, nó là một cái quy luật rồi những khi mà chúng ta có thông tin form mới thì uh, cái giá xe phong cũ và hiện nay đang bày bán thì sẽ có một chút về khuyến mại và chương trình giá bán nó sẽ tốt hơn so với những thời điểm trước mà anh chị đang tìm hiểu theo dõi. À, Hyundai Tucson thì thật sự mà nói cá nhân em cũng đánh giá rất là cao trong cái những cái đầu xe vào khoảng 1 tỷ quay đầu thì thật sự là nó rất là tốt và rất là chắc xe. À, mặc dù nó là xe Hàn Quốc và là xe lắp ráp trong nước. À, tuy nhiên thì là toàn bộ linh kiện chúng ta sẽ được nhập khẩu 100% và lắp ráp tại nhà máy tại Việt Nam. Chất lượng xe rất là ok. À, Túc Sơn thì chúng ta có 4 phiên bản chính và giá bán đâu đó loanh quanh vào khoảng 1 tỷ quay đầu Thì uh, ok mình cũng đi lần lượt uh, 2.0 bản tiêu chuẩn ở giá niêm yết đang là 784 triệu đồng uh, Lăn bánh dự kiến tại tỉnh sẽ là 869 triệu đồng uh, Túc Sơn 2.0 bản đặc biệt máy xăng thì có mức giá niêm yết là 862 triệu đồng. Mức lăn bánh tạm tính sẽ là 955 triệu đồng. Ờ bản 1.6 turbo máy xăng thì sẽ là 915 triệu đồng và mức lăn bánh ở tỉnh địa phương như ở Bắc Ninh ấy chúng ta sẽ động khoảng 1 tỷ 1013 triệu đồng. Ờ túc sơn duy nhất bản máy dầu đặc biệt thì có giá bán cao nhất là 925 triệu đồng. Mức giá lăn bánh cũng hơn 1 tỷ, 1 tỷ 022 triệu đồng. À, khách hàng lưu ý giúp em thì uh, do quy định của hãng mình uh, tiếp nhận và ghi nhận cái giá lăn bánh dự kiến và trừ đi khuyến mại uh, tại thời điểm này của từng đầu xe nó sẽ hơi khác nhau của từng địa phương nó cũng sẽ khác nhau do tình hình dịch bệnh nên uh, để có cái báo giá sát nhất và trừ khuyến mại thực tế tại thời điểm mình đang xem video thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline để bên em tư vấn cũng như là báo giá một cách chuẩn chỉ nhất ờ uh, hiện nay thì bên em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho những khách hàng ở bắc ninh và bắc giang uh, mình mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp và xem xe lái thử cũng như là được tư vấn thêm về các sản phẩm xe lựa chọn phiên bản cũng như là quy trình trả góp ok thì uh, từng đầu xe thì bên em sẽ làm cái video riêng uh, rất mong quý anh chị ủng hộ và trên đây thì cũng chỉ là một video nhanh về giá bán và thông tin liên hệ để quý anh chị khi có nhu cầu tìm hiểu mua xe thì mình alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất nhé ok xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo